sự gia trì của cây cối. Cây cối không nói gì, nhưng âm thầm tỏa ra một sự thanh bình tĩnh lặng. Dưỡng khí từ cây cối giúp cho tâm mình thanh tịnh. Thử tưởng tượng, nếu mình không có đủ dưỡng khí về phương diện khoa học thì nó là như vậy. Nhưng trước khi biết những phương diện khoa học này, tôi đã cảm thấy cây cối tốt cho mình. Tôi cảm thấy thật dễ chịu khi dưới bóng cây, ngay cả chó của tôi cũng tìm cách kiếm một gốc cây để đưa cổ ra cà cà, hay làm này kia, hay là nằm dưới bóng cây. Nó mát hơn và cảm thấy an bình. Cho dù địa cầu tồn tại thì tự trồng trọt thực phẩm cho mình vẫn tốt. Thực phẩm mình trồng vẫn lành mạnh hơn. Có từ trường của quý vị sẽ rất tốt cho quý vị, sẽ ít bạo lực hơn, thậm chí ít nghiệp xấu hơn, ít giết hại dung đất, đại khái vậy, cũng sẽ rất tiết kiệm và cũng sẽ vui khi nhìn thấy thực phẩm của mình trồng lớn lên bởi sức lao động của chính mình. Như vậy sẽ giống như sống theo thánh kinh, kiếm thực phẩm bằng mồ hôi trên trán sẽ rất hay. Sự kết nối tu hành. Nhiều chúng sanh đau khổ hy sinh cho chúng ta, hãy dùng mọi cơ hội để nhớ rằng chúng ta đang kết nối với tất cả. Chúng ta mang ơn thiên tắng ở bên trong mọi chúng sanh và cảm ơn tất cả. Đừng bao giờ quên rằng khi quý vị ăn, khi quý vị uống, khi quý vị đi nhà vệ sinh, ngay cả dùng xà phòng, nó đến từ cây cối nào đó, từ ô liu, có lẽ là dầu dừa, ngay cả biển tạo ra rong biển để làm xà phòng, muối từ biển hay từ mỏ. Cho dù chúng ta có tiền để mua, dù cảm thấy mình xứng đáng hưởng, cho dù những thứ này chỉ là những vật dụng hàng ngày và thậm chí không nghĩ đến, nhưng chúng ta nên dùng nó để nhắc nhở mình để được kết nối. Đó cũng là tu hành. Khi hít thở, chúng ta cũng làm hại nhiều chúng sanh vô hình. Cho nên mỗi ngày nếu không cảm tạ vào mọi lúc, thì buổi sáng quý vị biết ơn cho một ngày đẹp đang tới và sự bảo vệ mình. Thấy hay không thấy thì buổi tối quý vị cũng cảm ơn cho một ngày đẹp đã trôi qua, cho mọi điều quý vị có, khiến đời sống quý vị như một thiên đàng tại thế. Hãy luôn biết ơn. Và chúng ta dùng giấy mà không biết ơn cây cối, không cảm ơn rừng xanh, không gì cả. Mọi việc chúng ta ở đây, mọi thứ chúng ta có ở đây, phải là một sự nhắc nhở về lòng biết ơn của mình đối với toàn vũ trụ, cho tất cả những tiện nghi, cho tất cả những tạo vật đã gia trì, giúp đỡ, hy sinh cho chúng ta mỗi ngày. Bất kể là chúng ta làm gì, cũng không bao giờ đủ để đền ơn tất cả những điều này. Sự gia trì từ mặt trời. Không có mặt trời, nhiều thứ không thể mọc. Người ta sẽ buồn khổ vì thế giới này tối như đêm. Về đêm, không phải chỉ có chúng ta chực chờ để thức vào bình minh, cảm thấy rất vui phải không? Chúng ta thích đi ngủ, nhưng chúng ta cũng đợi cho mặt trời mọc để mình có thể đi lại và cảm thấy vui vẻ. Chúng ta rất khoan khoái khi thấy mặt trời. Do đó, vào mùa đông, chúng ta cảm thấy buồn chán hơn. Mùa hè, mọi người rất vui vẻ, như mình sống lại vậy đó. Đó là nhờ mặt trời. Những chúng sanh này đang sống ở đó là để gia trì, giúp chúng ta và làm cho chúng ta vui. Nếu mặt trời bị hủy diệt, họ sẽ không bị hủy diệt. Họ không có thân thể vật chất, hiểu không? Chúng ta có thân thể vật chất nên có thể bị hủy diệt, nhưng họ không có thân thể vật chất, thân thể họ không bị hủy diệt. Bằng không, làm sao họ chịu được nhiệt độ hàng ngàn độ đó? Không ai có thể gần mặt trời, thậm chí chỉ một sát na, bởi vì hào quang nó quá nóng. Ở cảnh giới cao, chúng ta không cần lời nói, chúng ta phát ra làn sóng điện thì người khác có thể nhận được. Ngôn ngữ cũng chỉ là một hình thức của làn sóng điện, một thứ chấn động lực. Sau khi chúng ta đã quen với thứ chấn động lực này, chúng ta sẽ hiểu ý người khác nói là núi hay là nước. Nếu chúng ta nhận được sự huấn luyện của một hệ thống khác, chúng ta có thể câu thông bằng làn sóng điện, không dùng một ngôn ngữ nào cả, giống như cả thế giới chỉ dùng chung một thứ ngôn ngữ. Khi chúng ta nghĩ gì, người khác đều có thể tiếp nhận được, vì tư tưởng là một loại năng lực phát làn sóng điện đến người khác, giống như làn sóng điện, họ sẽ tiếp nhận được, họ hiểu. Mặt trời là chúng sinh ở đẳng cấp thứ 5.
và mặt trời cũng là chúng sinh ở đẳng cấp thứ 5 mà quý vị có thể luôn thấy được, thậm chí quý vị có thể cảm nhận được. Mặt trăng cũng vậy, mặt trăng ở đẳng cấp thứ 3, một tập thể chúng sinh ở trên đó tạo thành mặt trăng, nhưng mặt trời là đẳng cấp thứ 5, là một chúng sinh làm lợi ích. Dù mặt trăng chỉ ở đẳng cấp thứ 3 hay địa cầu ở đẳng cấp thứ 4, chúng ta phải thực sự biết ơn họ. Trên phương diện khoa học, nếu mặt trăng lọt ra ngoài quỹ đạo, chúng ta không thể tồn tại ở đây trên địa cầu này, và địa cầu chúng ta không thể tồn tại hay không thể có ánh sáng. Vì vậy, thật ra mặt trăng cũng là vị cứu tinh của thế giới. Chúng ta phải luôn cảm tạ tất cả những vị này. Hãy bước trên địa cầu với sự kính cẩn và tôn trọng. Hãy nhìn cây cối với tình thương và sự tôn kính, chạm vào cây cỏ với lòng tri ân và ngưỡng mộ. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều từ đấng thiêng liêng và là một phần của đấng thiêng liêng, không chỉ là người hay loài vật. Hãy tôn kính vạn vật. Loài vật là anh em của chúng ta, biết sống hòa đồng và tôn trọng thú vật là một điều quan trọng, vì sự hiện hữu của chúng đều có lý do. Quý vị thấy rằng có những loài chim, loài cầm thú làm công việc nào đó ở thế giới, có loài dọn rác như kên. Dĩ nhiên, họ cũng làm dơ, nhưng công việc của họ liên quan đến toàn bộ môi trường, làm cân bằng hệ sinh thái của tinh cầu, làm quân bình thiên nhiên để bầu không khí tốt và trong sạch. Tất cả mọi thứ đều có mục đích, như cây chẳng hạn, cung cấp dưỡng khí cho tinh cầu, không có cây chúng ta sẽ chết. Mọi thứ ở tinh cầu này đều liên quan đến nhau, giúp đỡ lẫn nhau để đời sống nơi đây được dễ chịu và sinh sống được. Nếu không biết điều này, chúng ta sẽ tự giết mình. Mỗi lần hủy hoại một cái cây hay giết đi một con vật là chúng ta giết đi một phần nhỏ của mình. Luôn luôn biết cảm ơn. Mỗi ngày tôi cảm ơn, tôi viết vô vàn cảm tạ quý vị đã giúp đỡ tôi. Ngay cả tôi là minh sư trên địa cầu này, tôi vẫn cần sự giúp đỡ. Tôi cảm ơn người nấu ăn cho tôi. Tôi cảm ơn cây lúa. Tôi cảm ơn nước. Tôi cảm ơn mặt đất. Và tôi cảm ơn tất cả các hộ pháp và thiên thần trên thiên đàng bảo vệ tôi mỗi ngày trong khả năng của họ, và các vị thần và nữ thần xuất hiện trong đời tôi trong hình thể vật chất hay vô hình để giúp tôi trong nhiều cách. Thanh hải vô thượng sự